Chào các bác cô chú anh chị ạ. Đêm nay là đêm thất tịch đây, tức là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau các bác. Đấy thì ở đâu đó sẽ chắc chắn sẽ có mưa là ngày này, hoặc là quanh xung quanh cái ngày này thì sẽ có mưa. Thì đúng là như vậy, thì hôm qua mưa rất to, hôm nay thấy một số vùng có mưa nhưng mà Hà Nội chưa, chỉ có đôi giọt này, chứng tỏ là cũng có thay đổi một chút các bác nhỉ. Không còn gặp nhau nó không còn khó khăn như ngày xưa đúng không? Thời buổi công nghệ thì ở đâu cũng có thể online rồi Zalo hay là bất cứ cái gì ứng dụng video call là gặp nhau được rồi đúng không các bạn? Đấy thì chắc là nước mắt nó cũng ít thôi. Cho là mưa một chút ở Hà Nội. Đấy. Ok, quay trở lại cái cây này các bác nhá. Đêm này chắc là tôi sẽ nói nhỏ một chút, khá là khuya rồi. Hôm nay trình bày với các bác cái cây xanh Nam Điền rất là thích này. Có lẽ là ban ngày quay cây này thì rất là phê. Tạm gọi là cây ba vai đi. Ba vai là cùng xuất phát một điểm và chia ra ba nhánh. Đấy, hai tay một ngọn. Và cây rất là u cục, đầm luồng, xanh Nam Điền, rất chất liệu rất là tốt, rất là già các bác nhìn này. Đấy, nó rất là già, ban ngày các bác sẽ thấy nó rất là vàng. Thì cơ bản móng vuốt là rất là đẹp rồi, móng vuốt rất đẹp, chắc chỉ cần 2 năm nữa để cho nó vào form mà nó nhuyễn ở trên chậu thì cây này sẽ rất đẹp các bác. Mặt sau nó khá là đặc. Đấy. Cái cột rất là đầm. Mở cột rất là đầm. Thì chốc nữa đây thì tôi sẽ xử lý cái khẩu này bỏ đi, bỏ cái phần trên này đi, vì là cái tay này đang hơi vạch và cái cây này hơi nghiêng sang bên này một chút. Sau này trồng lại thì tôi sẽ trồng nó sang bên này một chút, sẽ đỡ đi, nhưng mà cái phần này vẫn bỏ đi này, là cái thứ nhất. Cái này thì để nuôi bo sẹo thôi, sau kéo được phần nào thì cũng sẽ bỏ đi. Khi mà nó kéo về ăn đây thì tôi cũng sẽ bỏ cành này đi thôi. Ngọn thì mặt chính diện tôi sẽ chơi như này, hơi chếch một chút các bạn. Đây là bác chủ cũ đang để này nhá, nó cũng rất hợp lý, nhưng tôi thích như này. Như này còn có thể nhìn được về phía sau nữa, sâu cây hơn. Như này cũng rất đẹp rồi. Và vít cái tay này xuống, cắt bớt tay này luôn, nuôi phóng cái trục chính là tay này. Sau này sẽ cắt giật đến đây. Mình bây giờ cứ nuôi đã. Đấy, và cái chi thứ ba này bác đang nuôi là tôi cũng sẽ bỏ đi cho thoát cái cổ ra. Nó đang dính cái cổ, đang bị dính vào cái cổ này và nó không thoát cái cổ của bác nhìn thấy đâu. Nó hơi bị khó chịu, tôi sẽ bỏ nguyên cái tay này đi. Nhiều bác sẽ không dám bỏ đâu, nhưng tôi sẽ bỏ đấy, nguyên một cái tay đằng sau. Tôi sẽ bỏ đi. Đấy các bác, các bạn theo dõi nhé, để tôi triển khai luôn cho nó ấm cúng nhé. Phê lắm các bạn, nhìn ban ngày rất là thích. Chiến.
gãy bỏ đi luôn. Mày có gì cứ dùng đi mà. Thank you.
bao nhiêu này, không tốt. Đấy các bác, sạch sẽ rồi. Các bác là tôi định nuôi cái này nhưng mà tôi phải cắt đi, vì nếu như nuôi cái mầm kéo ở đây thì cái vai cái chỗ này nó lồi lên và nó đè nó cao hơn cái tay này, cho nên là nó lại đè cái cổ này, thì khi đấy nó lại làm dính cái cổ này vào với nhau và cái cổ này nó mới bị rất là bí, nó bị bí các bác, thì tôi mới cắt đi. Thôi, nuôi mấy cái rễ này cho nó phi xuống đất này là nó liền xẻ thôi. Chỉ cần bo là thấy sướng rồi các bác. Đấy. Lúc trồng nó sẽ trồng lại như này. Nhất là thứ hai là cạp bỏ cái này rồi. Thứ ba là cắt cái tay này. Đấy. Thì sau đây tôi sẽ cho phân lợn nó vào đây để cho nó khỏe và nó những cái rễ nó kéo sẹo này nó phi xuống nó ăn luôn được vào phân thì nó sẽ rất là nhanh. Cái này chắc không đến 2 năm nữa là nó sẽ bo khá là đẹp rồi. Đấy, và cái việc nữa là cắt bỏ cái tay này bởi nó làm bí cái cổ này các bác. Tự nhiên có một cái vai ở đây ra nó rất khó chịu. Tôi sẽ nuôi có thể lấy cái ngọn ở đây, người ta lại cắt mất, tôi có thể sẽ lấy cái này làm ngọn này, nó chắc chắn sẽ lên một cái đây. Đấy, và sau đấy tôi sẽ đục khuyết cái chỗ này đi một chút cho nó tách biệt cái cổ đấy. Cái mặt sau nếu bác để ý, nếu mà nuôi cái cành thở nãy ở đây nó sẽ cao lên đây thì đấy, thì nó sẽ rất là bí cái vai này, cái vai phía bên này rất là bí đấy, các bác thấy không? Đây. Đang đùi gà đùi ếch này rất là thích. Phần này thì sau tôi sẽ đục bớt cái này, vừa nãy tôi chỉ dùng cái cạp nó không thể nào thay đục được, nó chỉ cạp những cái đầu cành nhỏ thôi mà không đùa đục vào thì cạp thôi. Này phải dùng đục nữa, đục khoét sâu cái này vào trong. Cái thứ hai là mở thêm một chút ở đây ra, mở thêm chút cho cái mặt sau nó đỡ suôn, mặt nó rất là đặc. Đấy, các bác nhìn thấy tiêu cái chân chỗ này này, mà nó kéo ra phát nữa thì tuyệt vời.
mặt sau ấy nhé. Đây, mặt chính là như, mặt sau như ý là chính diện của nó sẽ như này nhá các bác nhá. Chính diện nó như này nhá. Đấy, nó mới tôn hết vẻ đẹp của cây lên. Và cái thứ hai là mặt trước đây. Nhìn này. Đấy, chân cẳng này, các bác nhìn này. Gầm gừ khủng khiếp. Khủng khiếp không? Rất là khủng khiếp. Sẽ có một cái video sau mà tôi đục xong, nếu mà tiện tôi sẽ quay nó nhé. Chỗ này sẽ đục lại một chút, chỗ này thêm một tí nữa. Và cái chỗ này. Đấy, mở thêm một chút ở đâu đây nữa. Quanh khu vực này. Các bác chờ nếu mà có video sau về đục và quay ban ngày cây này thì các bác xem nhé. Rất là phê đấy. Rồi, trời đã khuya rồi. Cảm ơn các bác nhé. Chúc các bác thành công, có nhiều cây đẹp.